Tổng kho đầu tiên xin chào tất cả các bác nhá. Hôm nay giới thiệu với bác một cái dòng loa AT109. Thì đối với dòng loa AT109 này thì rất nhiều bác đã sử dụng con X19 ngày xưa nhà em nhập về rồi. Đấy, nó là như con X19 luôn, không khác gì nhau con X19. Thì trước khi đi chi tiết về cái dòng loa AT109 này thì em xin nói qua về cách thức mua bán giao dịch. Khi các bác mua hàng sẽ được nhận hàng, kiểm tra hàng mới phải thanh toán nhá. Nhà em chuyên cung cấp xỉ lẻ tất cả các dòng loa điều khiển từ xa này, lưới này, loa toa này, âm ly này, đầy đủ dụng cụ săn bẫy. Bác nào cần mua xỉ, mở cửa hàng cứ liên hệ trực tiếp em nhé. Em là một kho chuyên bán xỉ. Thì sau đây em sẽ đi chi tiết về cái dòng loa AT109 này. Đối dòng loa AT109 này thì nhiều bác cũng chưa biết đến nó và nhiều bác cũng đã biết rồi. Các bác biết rồi là các bác sử dụng qua cái dòng loa X19 rồi thì các bác sẽ biết về cái dòng loa AT109 này. Nó không khác gì con X19 các bác nhá. Đấy, sau đây em sẽ khui vỏ hộp ra để cho các bác nhận biết con 109 với con X19 nó giống nhau đến mức độ như thế nào. Đấy, dòng loa này thì nó là dòng loa cao cấp nhất trên thị trường. Trên tất cả các dòng loa điều khiển từ xa nhá, không có dòng loa nào là vượt qua được nó. Tại sao em nói thế thì tí nữa em sẽ đi chi tiết về cái dòng loa này để cho các bác xem. Đầu tiên sẽ có một túi đựng loa. Đối túi đựng loa của con loa X19 con loa AT109 này nhá, nó cũng khác với tất cả các dòng loa khác. Bởi vì là túi loa của nó sẽ có một lỗ nhỏ bên sườn này, một lỗ chính ở mặt trước này. Đấy, và túi của nó cũng sẽ to hơn loa bình thường. Một túi loa này các bác này, một dây sạc điều khiển này cũng như mọi loa khác thôi. Đối con sạc điều khiển này của nó là con sạc 9V các bác nhá. Đấy, tiếp theo một dây sạc đây là con sạc loa. Còn đây là con dây sạc điều khiển thì vẫn sử dụng là 5V. Và con điều khiển của nó. Điều khiển của nó thì cũng giống tất cả các con kia thôi. Nó chỉ khác nhau này các bác này. Đây là nút bát này, đây là nút chét này. Mình có thể chỉnh cho vừa bát vừa chét được. Only bát chét này. Đấy là chỉnh vừa bát vừa chét này. Đấy, con này là chỉnh chét này, con này chỉnh bát này. Và tất cả các nút nó đều như con Q92. Nó chỉ khác nhau ba cái nút này thôi các bạn. Thì sau đây em sẽ mở cái điều khiển này ra. Và pin của nó thì vẫn là sử dụng pin là 5V các bạn nhá. Đấy, pin chúng ta cài vào đằng sau này. Đấy, ấn chắc vào, đóng nắp vào là đi đánh. Nửa 15 ngày 20 ngày mới phải sạc pin các bạn. Điều khiển của nó thì cực kỳ nhạy. Tất cả các dòng loa điều khiển từ xa thế thôi các bạn. Dòng nào cũng vậy, cứ kéo anten lên, điều khiển xa 500-700 mét thoải mái, không vật cản các bạn nhé. Đây, thì sau đây sẽ khui cái dòng loa này ra cho các bạn xem. Quá là ok luôn các bạn. Này, nhìn nó đã đồ sộ rồi các bạn. Chiều dày của nó dày hơn tất cả các dòng loa khác. Các bạn nhìn thấy không? Chiều dày và chiều nặng của nó cũng nặng hơn tất cả dòng loa khác. Và bên này nó có một con loa tép. Đây, một con siêu tép nằm ở đây các bạn. Và đây là con bát của nó. Đây, thông số kỹ thuật của loa này nó nằm ở bên dưới này. Sử dụng dòng pin khủng nhất, nó là 4400 anh. Đấy, dòng sạc 9V và công suất của nó cũng 280W. Như con AT1, đây là nó là như con AT100 ấy, cũng là 280W. Và tên sản phẩm là AT109. Đấy, sử dụng dòng pin khủng nhất này các bạn này. Khủng nhất trên các loại loa nha, 4400 anh. Đấy, sử dụng dòng pin lớn nhất. Đối với trên mặt loa thì em giới thiệu qua một chút. Đây là màn hình hiển thị này, hiển thị LED này các bạn này. Còn các phím, các nút này, nút báo sạc, sạc đầy này, cắm thẻ này, USB này, mic nói này. Và đặc biệt nó có một cái công tắc này. Công tắc này là gạt bên chét bên bát hoặc là chét vào bát. Đấy, ví dụ mình để giữa này thì nó sử dụng chạy vừa loa bát vừa loa tép. Gạt sang bên bên phải này, bên này nhá, bên tay phải em đây nhá, mặt trước đây nhá, bên tay phải này thì nó sử dụng chét này. Gạt bên trái nó sử dụng bát này. Đây, nó sẽ ghi rõ bát chét ở đây. Đấy, các bác về các bác lưu ý. Còn mặt trước này của nó thì cũng power share, Bluetooth, chuyển hệ đầy đủ như con các loa khác. Sau đây em test thử chất lượng âm thanh cho các bác xem nhá. Dòng loa này thì quá là cao cấp luôn rồi, vì giá tiền của nó cũng tương đối là cao các bạn.
cũng không rẻ đâu các bạn. Đấy, dòng loa này giá tiền cao phết đấy, cũng phải dưới 1 triệu một tí các bạn. Đây, đấy em sử dụng nguyên con loa tép nhá, mở to lên cho các bạn nghe này. Đây, bây giờ em lại ấn điều khiển sử dụng nguyên con bát nhá. Đây, em sử dụng cả bát cả két nhá. Đấy, nó hay lắm. Đây đúng không, đang chạy đây đúng không, gạt sang đây này các bạn này. Đấy, bát này, két, bát két này. Đây là nguyên tép nhá các bạn nhá. Nhưng công tắc này không gạt làm sao nó lại không sang nhỉ. Đây, để em thử điều khiển nha. Đấy, nguyên tép đây. Lúc con công tắc của con này tí làm sao hay là tí em xem lại. Đấy, nó chạy nguyên tép đây các bạn. À, đây là em đã sử dụng ở cái này rồi. Đấy, đây để em ấn sang đây. Đấy, các bạn thấy không, gạt sang bên bát này, mình ấn điều khiển đây thì mới chạy được. Đấy, chứ không phải công tắc non sao. Đây vừa bát vừa tép. Đây vừa bát vừa tép đây. Các bạn thấy không, khi mình gạt sang đây nhá thì mình sử dụng điều khiển để ấn. Đấy, như này là em đang cho chạy tép rồi thì không nói, còn gạt sang bên trái màn hình đấy nhá, bên tay em đấy nhá, sử dụng bát nhá. Sử dụng bát như này nó vẫn chạy dây bình thường nhưng mà bát không kêu. Bởi vì sao? Bởi vì bây giờ mình phải ấn ở trên điều khiển. Đấy, ấn trên điều khiển nó mới kêu này. Đấy, các bạn thấy không. Đấy, khi mình gạt đi đâu nhá, khi mình gạt sang trái cũng vậy, mình cũng phải ấn điều khiển. Đây, gạt vào giữa thì vừa bát vừa tép đây. Nói chung là sử dụng con này thì sử dụng một thời gian nó sẽ quen thôi các bạn. Tại vì lâu ngày không sử dụng con X19 rồi. Đấy, ngày xưa nó ra một thời X19 thì cũng là nổi danh luôn của dòng loa điều khiển từ xa. Và dòng X19 đấy cũng nhà em cũng nhập là đầu tiên ở Việt Nam. Đấy, lấy cái dòng X19 đấy về, nhà em đứt mẫu vát, là xin nói qua là toàn thể tất cả các shop đều đứt mẫu. Bởi vì nhà em là nhà cung cấp xỉ ra thị trường. Nói ra là nhà em không cung cấp được mẫu ra thì tất nhiên là tất cả các shop đều không có mẫu rồi. Đấy, thì cái dòng loa này cực kỳ hay các bạn. Đây, sau đây em sẽ đánh thử tiếng con chạng nghịch nhá. Nói chung là tiếng con gì cũng hay các bạn. Đây là nguyên tép này, cả bát cả tép này. Chất lượng âm thanh của nó thì nó là đẳng cấp số 1 luôn đối với con AT109 này các bạn. Thì vừa rồi em có giới thiệu về các bác về con loa AT109 của hãng Giang Song, của một công ty Giang Song nổi tiếng nhất của Trung Quốc, chuyên làm tất cả các dòng loa điều khiển từ xa. Thì bác nào cần xỉ lẻ cái dòng loa này, nhà em lúc nào cũng sẵn sàng vài chục thùng. Đấy là dòng loa AT109, tại vì em đã biết về sản phẩm này thì em sẽ nhập số lượng cực kỳ nhiều. Bác nào cần xỉ lẻ cứ liên hệ em nhé. Số điện thoại em sẽ để bên dưới video cho chủ động liên hệ. Bác nào xem được video nhớ đăng ký kênh, chia sẻ kênh của em nhé. Xin cảm ơn các bác. Xin chào toàn thể các bác. Hẹn các bác video lần sau.